Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng Giêng, thì cũng là ngày Chủ Nhật. Theo thường lệ chúng ta có giảng giáo lý và có sự trao đổi về Phật Pháp và trả bài. Thì chúng ta tiếp tục đi vào bài giảng. Quý vị thấy cái tịnh xá này bên ngoài thì coi vậy đó, chùa to cột lớn cột bự bự, bên trong là trống rỗng rỗng à, nghèo chết luôn, không có cái gì hết, nào cả điện thoại di động, điện thoại bàn gì cũng không có, tiền bạc cũng không có nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Thành là cái giáo pháp tôi giảng rất sâu, đòi hỏi Phật tử phải ngồi thiền. Ở đây được, bên trong tôi đã nói đây thì mình cần cái tốt gỗ, còn ở nước sơn bên ngoài thì chút ít thôi. Cái nghi thức phải có, nhưng mà phải thật là đơn giản. Thì quý vị thấy vô đây là tôi đâu có bắt đọc kinh, đọc gì đâu, vô là bắt đầu thuyết pháp. Quý vị lễ Phật, lễ sư trưởng, với sư chung, rồi bắt đầu giảng pháp rồi. Rồi xong lễ Phật, sư trưởng rồi nghỉ. Chứ không có mà đọc kinh, đọc kệ gì, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần gì hết trơn, rồi không có hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả gì không có. Mấy cái đó là hồi sư trưởng không có. Tôi không có bài, tôi thấy rất là đơn giản, nó đỡ mất thì giờ. Thành ra có thì giờ tôi giảng pháp, mà giảng tiếp tục thì Phật tử phải hiểu lớp 1 thì tôi mới qua lớp 2 được, hiểu lớp 2 tôi mới qua lớp 3 được. Thành ra cái bài kinh sáu sáng này cứ dừng ở chỗ đó hoài. Thì một số cũ đó chừng mười mấy, 20, bây giờ lên được 30, 40. Còn một số mới thì chả hiểu gì hết. Thì tôi hơi hơi đau lòng. Mình giảng ít nhất cũng là 2/3 pháp hội. Bây giờ pháp hội rất là đông, mà hiểu giáo lý chừng 20, 30, nhất là bên nữ rất đông. Còn bên nam thì quá tệ, phải nói gì? Làm như họ không có tha thiết. Thành ra tôi muốn giảng cho sâu thì tôi mới đặt ra những cái là Phật tử phải cố gắng trao đổi với nhau. Nào, một nhóm nhóm thôi, chứ tôi thấy ông Thiện Khánh giảng thì rất hay, nhưng mà có lẽ là ông giảng cho ông, chứ Phật tử không có tiếp thu cái gì hết trơn. Muốn tiếp thu Phật tử phải có một số vốn giáo lý, tức là phải nghiền ngẫm rồi trao đổi, chứ không phải là giảng dạy. Ở đây ông dưới hình thức là giảng sư, ở giảng rồi quý vị nghe cũng như con trâu ăn cỏ rồi bỏ đó thôi, rồi nó sình có bụng. Còn nếu trao đổi là không được nhiều, 7, 8 người, 10 người trở lại chứ không trên nữa. Rồi ông nói ra, rồi Phật tử phải hỏi, rồi ông trả lời, Phật tử phải dí, rồi ông dí trở lại. Đó, thì cái giáo pháp mới là đi sâu vào trong A Lại Da mình. Mà muốn hỏi thì Phật tử phải ngồi thiền. Thành ra tôi bắt cái bài kinh sáu sáu phải thuộc lòng. Tôi còn phải thuộc lòng mà. Nếu không thuộc lòng thì phải đem cái này theo. Móc ra coi thì nó mất thì giờ. Khi nào mà nhớ là nó hiện ra thôi. Còn Phật tử như cô Tư, cô dở khẹt, tôi làm gì là xếp bỏ túi được rồi, cổ đem đi photo, cái giấy cứng ngắc như là cái ấy, rồi làm sao xếp, rồi đi đâu cổ coi, rồi không chỗ cất, cái cổ để trên cái bụi bông. Tôi nói sao mà dạy quá trời. Rồi tôi mới dí hỏi là cổ tu rồi cuối cùng mục đích đi đâu. Cổ nói kiếp sau làm hoàng hậu. Tôi nói trời đất ơi, vậy là coi như mà giảng cô Tư tiêu hết rồi. Làm vua mà tôi còn không chịu, mà chuyển lưng thánh dương là vua cả vũ trụ mà tôi nó cũng không được, không biết cổ nghe cái gì. Tôi nói chết rồi, vậy là hỏi người khác chắc cũng vậy thôi, thiệt 2, 3 người cũng mong là kiếp sau làm vua, giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Thì quý sư đọc hoài, nhưng mà mục đích của thái tử Siddhartha đặt ta sanh ra không phải là đưa quý vị về cõi trời. Có, nhưng mà từ cõi trời dừng ở đó là giờ phạm giới cấm thủ, phải tiến qua cõi Phật, mà chỉ có cõi người trời mới qua cõi Phật được thôi. Còn 4 đường ác là vĩnh viễn không qua cõi Phật được, vẫn dầu vẫn có Phật tánh, nhưng mà phải thông minh thì mới nhận được. Mà như thế nào là thông minh thì tôi giảng rất rành, phải giữ giới cho kỹ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm chưa có qua cõi Phật được. Phải khỏi cần niệm Phật nhị thiền, định sanh hỷ lạc, thì có một sự trăn trở thao thức và có thiền trí thức. Thì tôi không biết, chắc là tôi làm thiền trí thức, tôi cũng cố gắng vậy, thì mình có thể nhận được cái bất tử.
thì nếu có vãng sanh là trung phẩm, còn không được thì cũng hạ phẩm chứ không rớt lại được. Còn nếu tạp niệm thì sao? Nhờ ban hộ niệm thì vẫn vãng sanh thôi. Mà nếu không có ban hộ niệm thì sao? Thì hiện hồn về cho bản sén mình biết. Còn nếu mà để mang thân con chó nhiều 10 năm thì bao nhiêu chủng tử niệm Phật mà bị niệm tử, chủng tử của chó nó vô nó tiêu diệt hết thì không phô bỏ. Thành ra pháp môn niệm Phật trong cái thời mạt pháp này tôi thấy thù thắng hơn hết. Không có pháp nào môn nào bằng. Nếu biết giáo pháp cho rành thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Chứ không phải như là mấy giảng sư giảng cái câu này tôi không chịu. Cứ tu đi, niệm Phật đi, tu tà tà di đà cũng độ, mà tu lai rai như lai cũng chứng minh. Tôi nghe tôi nói trời ơi, pháp môn tịnh độ mà bị hạ thấp, bị phỉ báng tới vậy sao? Tu tà tà là không niệm Phật, rồi đi uống cà phê, đi nằm ngủ, rung đùi, rồi muốn ăn chiều, ăn mặn, muốn ăn gì đó, ăn muốn phá giới, cứ việc phá tà tà thôi. Chữ tà tà nó nguy hiểm đó. Tu lai rai, chữ lai rai cũng nguy hiểm đó. Nhậu lai rai, đi chơi tà tà, nhõng nhõng tà tà thì cũng chẳng sanh thôi. Có pháp môn nào mà kỳ khối vậy? Thành ra tôi mới đọc lại là tu tà tà đó thì mãn xà nó độ, tu lai rai đó thì con sấu nó nhai xương. Thành nó có nhiều giữa pháp sư ghét tôi thấy là phải vậy. Vừa vừa thôi hả, pháp môn tịnh độ quá tệ. Nếu mà hiểu giáo pháp thì vẫn vãng sanh, nhưng mà không hiểu thì phải sa đọa. Khác nhau ở cái hiểu biết. Cũng như cái cô dĩa út đó, trưởng ban hộ niệm, quý vị biết một người trưởng ban hộ niệm rất là khó kiếm. Như ở đây mà bây giờ 700 người thì lựa lắm giỏi lắm 4-5 người mới đủ khả năng trưởng ban hộ niệm. Còn làm hộ niệm thì dễ thôi, giữ năm giới vô đó, A Di Đà Phật theo người ta. Còn trưởng ban hộ niệm phải ngồi gần cái người chết, người hấp hối, và giáo pháp phải cho vững, phải cho người ta thấy ai cũng phải chết, nhưng có một cái bất tử trong cái xác thân sanh tử này. Cái đó là khó khăn nhất. Tôi đã từng đi nhiều chỗ rồi, có người nằm 2-3 năm không chết, họ không chịu chết, họ lấy cái tư tưởng, cái định lực của mình để giữ cái xác thân này là của tôi, là của tự giải của tôi, thì tôi không đồng ý chết. Họ nghe chết là họ rất sợ, chứ đừng có nói tới vấn đề chết nữa. Con không muốn chết. Tôi nói bà không muốn chết vẫn phải chết, nhưng mà có một cái không chết ngay trong xác thân bà. Con không biết thì mới đắc độ minh giảng. Con mắt phải cô bà không? Cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái chân đi phải bà không? Phải. Cái đó là của con. Lầm. Do cái lầm này bà mới là lang thang, mới đau khổ. Con mắt không phải của bà, lỗ tai không phải, cái chân, cái miệng, cái hơi thở không phải. Mà cái đó chỉ là cái bóng dáng của cái chân tâm. Cái đó là cái sanh diệt phát ra từ cái bất sanh bất diệt. Thì mới chỉ cho bà thấy. Tu thì có ba, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý nghiệp mới là bà. Cái xác thân không phải bà. Cái miệng không phải bà. Bà lại Phật một ngày 10.000 lại. Bà niệm Phật một ngày 1 tỷ câu. Mà cái tâm tư tưởng, tà tưởng tới con, tới cháu, tới tiền, tới bạc, bảo đảm mà không vãng sanh, bà chỉ xuống địa ngục ngạ quỷ thôi. Còn bây giờ nếu bà cao rồi, bà khỏi cần niệm Phật, khỏi cần lại Phật, bà chỉ nhớ nghĩ tưởng bà chết thì bà vãng sanh về cõi Phật. Vãng sanh hay không là do cái niệm cuối cùng. Hít vô thở ra nhớ tới Phật lập tức vãng sanh. Phải giảng cho người ta rành. Nó có hai cái nghiệp thuận chiều là trọng nghiệp và thường nghiệp. Có hai cái nghiệp nghịch chiều là bất định nghiệp và nghiệp nghịch chiều. Mình phải dẫn cho người ta rõ ràng. Thì một người khai thị là một người phải giáo lý cho vững chắc. Thì ở đây 50-70 cả 100 người giỏi lắm, điểm chừng 5-7 người là đủ khả năng khai thị thôi. Còn ban hộ niệm thì dễ thôi, ai vô con A Di Đà Phật được. Mà cái khó khăn nhất là người chết thì cái hơi nó dữ lắm. Nếu không khéo là bệnh, tôi đi một cái về tôi bệnh 2-3 ngày. Rồi sau này cái ban hộ niệm nhất là cô Hạnh không đồng ý. Sư ngồi vậy là sư về sư bệnh chết mới đem cái máy. Tôi ngồi hơi xa 2-3 thước thì cái hơi nó không có tới.
mình còn khỏe được, chứ ngồi sát bên người bệnh làm sao. Nhưng có nhiều người mình không ngồi sát là không chết được. Cái định lực mình yếu ở xa, nó truyền cho cái người chết nó yếu. Chính cái ông Liên Trường vậy đó, ở Vĩnh Châu cũng vậy đó. Tôi khai thị bằng cái micro, cái máy để đó, cái máy nhỏ để nó nghe lớn tiếng. Ông không chịu chết, ông có niềm tin tôi tuyệt đối. Nhức nhối quá, tôi nói giờ nhức đối thì ông cứ niệm A Di Đà, ông đừng nhớ tới cái nhức. Ông nó còn rất kính sự, bởi vì tôi đang ở đây mà tôi dám đi mấy đi xe hơi về đó là 4 tiếng đồng hồ, cả gần 200 cây số, 200 mấy chục cây số. Mà 2 giờ chiều mà tôi đi tới 5 tiếng đồng hồ, 7 giờ mới tới dưới. Khai thị cho ổng liền tới 9 giờ ổng mới chết. Thì quý vị thấy là tôi kể công với ổng. Tôi micro tôi nếu ông chết nói con rất kính sự, con xin nhớ Phật A Di Đà, con không nhớ tới cái nhất là ổng bị ung thư phổi. Một ung thư thì nó nhức vô cùng mà nó tỉnh táo vô cùng, cái ung thư nó ngộ vậy. Rồi ổng nhớ tới Phật A Di Đà nhất quá, cái ông quên, ổng quên tay. Ổng là trời. Tôi nói ông vậy là Phật A Di Đà không tiếp dẫn ông đâu. Ông phải làm sao mà nhớ tới Phật. Ông nói con kính xin thỉnh thư, con rất là kính sự, con xin nhớ A Di Đà, không nhớ tới cái đâu nữa. Làm được chừng 5-3 phút thì ông nhớ, ông quậy nữa. Tôi thấy không linh, tôi mới bỏ cái micro xuống, tôi đến một bên ông. Thì cái định lực tôi mới truyền qua ông được. Vì mình định lực cũng chưa mạnh lắm. Mà qua cái micro thì cái micro là địa ngục, thì truyền nó yếu đi. Đó, thành ra do cái chỗ đó ông mới giảng sanh được. Tôi nói tôi từ ở Trà Vinh tôi lợi đây công lao tôi, mà nếu bây giờ ông không nhớ Phật, nghĩ Phật, ông nhớ tới cái nhất thì ông không có tin tôi, ông không có kính tôi. Ông kính tôi ông phải tập trung. Ông nói con kính sự, con nhất định là con phải nhớ Phật, con không nhớ tới cái đâu nữa. Nói xong là ông tắt thở. Thì quý vị thấy à, cái định lực của người nói với cái người nghe là nó phải giao thoa nhau. Mà nếu cách cái micro rồi thì cái vật lý này, cái địa ngục này nó cản trở một phần. Thành đối gì phải hiểu cái duy thức chỗ đó. Kỳ đó tôi nói chuyện với cái cô Hòa Tâm. Nói là cô hẹn với tôi là xuống nghe pháp mà con không nghe. Cô không có cái pháp lý, làm phước thì nhiều mà cái trí tuệ không có. Bằng của sư con cải đóng cả, không có thiếu cái đĩa nào hết. Tôi nói cô nghe ban tôi đó là nghe tôi hả? Nói thì của sư chứ của ai. Tôi nói không phải của tôi. Cô nói tiếng sư nói rõ ràng, tôi nói là địa ngục nói với cô chứ không phải tôi. Cái băng nó làm gì có linh hồn. Bây giờ cô nghe nó mà cô không hiểu cái gì, cô làm sao? Cô hỏi nó hả? Nó trả lời cho cô hả? Mà nó khi mà cái tiếng niệm Phật, cái băng đĩa nó có truyền qua cô được không? Cô còn cao hơn nó mà. Giờ cô giảng pháp nó còn hay hơn là cái đĩa đó. Mặc dù nó là của tôi, đừng nói của tôi, của Phật bây giờ cũng vậy. Nếu cô giảng pháp lợi thì cái pháp của cô mà đối với người đối diện còn hơn là cái đĩa của Phật giảng. Cô học phải hiểu cái đĩa là địa ngục vô gián. Không có cái biết, không có sự sống, không có sự sống, không có cái biết. Đó là vật lý, là địa ngục vô gián. Mà ngục vô gián làm sao truyền cái thần lực qua mình được. Mà thần lực mình yếu thì phải nhờ người khác truyền thì mới mạnh. Thành ra cái ban hộ niệm, nếu nói vậy thì thôi, mình cứ thâu cái đĩa mà ban hộ niệm đó, người chết đỡ cái đĩa ban hộ niệm ra giúp cho giảng sanh. Không giảng sanh đâu. Bây giờ cái đĩa đó 1.000 người hộ niệm thâu vô đĩa mà cho người chết nghe, với 2 người sống mà được hộ niệm, thì cái 2 người này hơn là một cái đĩa 1.000 người hộ niệm. 1.000 người là người 1.000 cái địa ngục vô gián. 2 người này là ta có linh hồn. Thành ra người đi hộ niệm cần phải giữ giới cho kỹ, nhất là các sư cô mấy thầy nữa. 250 giới, 348 giới thì có định lực người ta rất là mạnh. Nhưng mà tôi nói giữ giới nha, chứ không phải tội giới nha. Thành ra người có tu nó khác. Cũng chẳng hạn tôi nói quý vị đến những người công an,
Thì người ta nói đứng xa thì sợ, mà đứng gần thì rung. Nó có cái từ lực nó, cái lực nó ra, nó mình thấy mình bất an. Còn nếu một người mà tu thiền định cho giữ đó quý vị, lợi quý vị thấy một sự an ổn, một cái sảng khoái vô cùng mà quý vị không hiểu biết được. Cũng như cái ông gì đó, ông chạy xe từ ở Long Xuyên ông xuống đây, ông năn nỉ là để xe trong này, nói sao mà con lợi tỉnh sáng là con thấy an ổn vô cùng, nó sảng khoái vô cùng, mà các nơi con thấy không có an ổn, tại sao vậy sư? Nói thì tại những người ở đó có tu, có giữ giới hay không có tu thôi. Ông đến một người đó ông thấy sảng khoái là tại sao? Người đó có tu, có giữ giới, có tu thiền định và có sự chứng đắc. Còn những người không giữ giới, tụi ăn cướp xì ke ma túy, ông lợi tới là ông thấy bất an, không an ổn. Thành ra cái định lực của mỗi người rất là quan trọng. Thành ra đây tôi chú trọng tới cái ban hộ niệm. Mà bây giờ ông Thiện Gia ông nản rồi. Đó là quý vị đưa hộ niệm, quý vị đưa hộ niệm đó càng ngày càng ít. Nhất là mấy ông thiện nam không chịu đi, còn mấy cô thì cũng còn khá. Nhưng cái một điều đó tôi để ý đó, là mấy tôn giáo bạn của người ta rất là đi, người ta rất là chỉnh tề. Mà ở đây thì dường như không được tề chỉnh lắm. Muốn biết tề chỉnh thì sao? Phải mặc áo giới. Bên nữ thì tôi thấy mặc nhiều, cũng có một số ít. Thành ra bữa nào thọ giới tôi nhớ tôi nhắc là thọ giới xong phải may một cái áo ha. Muốn biết may như thế nào thì hỏi cô thiền á. Ở đây là cổ may thường. Còn mấy thiền nam tôi cũng nhắc mà thử dòm coi. Bữa nay cũng khá cá đó, không có mặc áo giới. Mà vô chùa làm sao? Tới mấy người mà cận sự nam, cận sự nữ vô đây mày quét rác với công quả đó, cũng không có, tôi rầy, bây giờ khá. Cũng như cô Siêu nè, cô Hải nè, cô Hải thì cứng lắm nha. Nói gì nói là cũng mặc đồ cắt kè, không có ấy được. Rồi cô Tươi nè, mấy cô đó là bây giờ đều áo giới hết. Áo lam hoặc là áo nâu. Áo nâu thì đúng ra cứ phải cạo cái đầu, nhưng mà nếu không cũng được, nhưng phải thêm ba giới, ba cái hạnh chứ cái đó không phải giới. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không nghe sa mắt múa là bật đồ nâu, là đừng có coi truyền hình nữa. Không trang điểm phấn son, không được thoa son rồi phấn sơn móng tay rồi nữa. Thì tập cái đó thì tốt. Tôi thấy đây nhiều người giữ được cái đó, nhất là siêu cô gấm. Có người đặc biệt, tôi nói là tôi kêu thẳng ra để bây giờ bắt chước. Không bây giờ đi Honda, đi toàn đi bộ, thỉnh thoảng ở xa thì đi xe đạp. Ít có tai nạn, xe đạp thì khỏi đội mũ bảo hiểm. Đi bộ là thể thao tốt nhất trong các thể thao. Chính bây giờ khoa học cũng công nhận, mấy người sáng sáng ta đi bộ đó là giúp cho cái cơ thể nó khỏe thoải mái. Còn quý vị nghèo nghèo chứ ngon lắm ạ. Đi xe Honda không, cô Tươi nó nghèo mà 3-4 chiếc Honda. Mà chạy xăng nữa, trời ơi tiền không có mà xăng bây giờ nó mắc nữa. Mà tai nạn nó dễ xảy ra. Đã xảy ra té gãy chân rồi mà cũng không sợ. Không thấy là nó tối vô. Nó tiền ra được như cổ đó là chẳng những đi bộ, đi xe đạp mà không có điện thoại di động nữa. Giống như sư cô này còn hơn sư cô nữa. Người giữ giới rất kỹ. Thành ra cổ rảnh rang, cổ chìm đắm trong thiền định. Có thể nói rằng ở trong pháp hội này đó thì ông Thiện Đức đứng nhất như cổ. Thiện Đức bên nam, cổ là bên nữ. Có những cái sáng tạo, mà những cái bí mật của tôi không có giảng hết. Tôi để đó để coi Phật tử lựa làm sao. Thì tôi thấy không ai được hết. Chỉ có ông Thiện Đức như cổ là bật mí hết của tôi. Một phần nữa thôi, hơn phần nữa. Nghĩa là tôi giảng cái gì lập ở y chang và giải thích cho chi tiết ra thì đây là ông Thiện Đức với cô Như Nhật giỏi nhất. Nhưng mà nắm cái gốc của tôi thì không ai nắm được hết. Ông Thiện Đức với cô Gấm là nắm được hơn phần nữa. Tôi giảng cái gì tôi cũng nắm từ cái gốc tôi giảng ra, giống như giới định tuệ
thì cái huệ là quan trọng nhất. Thể tướng dụng thì cái thể là quan trọng hơn hết. Thân khẩu ý, nắm cái ý là quan trọng hơn hết. Nhưng ban đầu muốn được cái ý thì phải nhờ cái thân và cái khẩu. Mà khi đã được cái ý rồi, thân khẩu không cần lắm, bỏ luôn cũng được. Cũng như mới đầu mẫu giáo thì phải đáp dần, đánh dần, y tờ tờ y ti mới đọc chữ được. Lên tới lớp 11, 12 làm luận văn rồi, làm kêu ở trên ta kêu làm luận án rồi thì nó đáp giữ là không có thể làm cái gì được hết. Thành ra tôi nói quý vị đó là quý vị từ mẫu giáo, bây giờ qua mẫu giáo rồi, còn có một số mới là mẫu giáo. Thì tôi muốn nhờ mấy số người trước đó giúp đỡ dùng. Nhưng mà tôi thất bại. Thất bại vì cái tự ái của quý vị. Quý vị sợ dư luận với cái ngã của mình. Có một số khá rồi tôi nói thôi họp lại đi, 7-8 người trao đổi nhau. Đừng có lợi thiện khánh đông quá, 40-50 thì nghe giảng thôi. Thì đó là mấy cô ăn cái rơm, cái cỏ mà không có tiêu quá. Mấy cô không chịu phục nhau nha. Không, ông thiện nam à, chứ còn người nữ là tụi con không có nghe. Đầu hàng. Ở trong này nếu mà người nữ nào giỏi thì mấy người kia là xôm liền, không chịu. Mà làm sao trao đổi? Tu tập là để bớt cái ngã, mà vô tình quý vị thêm cái ngã. Thiện nam thì đâu có người giỏi. Giỏi lắm là có một vài như ông Dân Toàn, ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức. Mà Thiện Đức thì bây giờ suy rồi. Nếu mà nhờ ông giảng nữa thì ông vô là tiêu sống. Ông quá yếu rồi. Tôi không dám nói tới ổng, kêu ổng nữa, ổng làm nữa thì ổng chết. Còn giờ có ông Thiện Khánh mà cũng si rồi đó, tôi thấy là cái đà luôn không si rồi. Mà ông thì hăng lắm, ông Dân Toàn, ông Dân Thái, bây giờ có thêm ông Dân Hòa, ông Dân Linh, ông Dân Dũng, mấy ông đó thì khá. Còn đa số thì tôi thấy không có, không có cái thông minh, không có cái sáng suốt. Bên nam có nhiều thôi, bên nữ thì đông vô cùng, đông vô cùng. Phải nói bên nữ tôi phục đó, tôi tán thán. Nhưng mà rồi cái gần trì cũng còn thôi. Cái khó khăn nhất là chỗ đó, kêu họp nhau học thì không ai phục ai hết. Rồi làm sao mà trao đổi? Trao đổi phải hòa quản với nhau. Mà thì đây là tôi thấy là có cô Như Nhật nè, cô Dân Trà, Liên Trà nè, Liên Hiếu nè, Liên Lâm nè, là cô Hạnh nè, cô Bi nè, cô Như An nè, cô Hưng nè, cô Trí nè, mấy tay đó giỏi giỏi không à? Mà không chịu dẫn mấy cô đi, mà dẫn cô không được, không ai phục ai hết, tôi làm sao? Thà là đi ông Thiện Khánh, ông Dân Toàn, ông Dân Thái thì được. Mà mấy cô học nhau thì không chịu. Tôi đầu hàng thôi. Bởi vì người nữ nó khó. Đã Đức Phật hồi xưa không thông người nữ là chỗ đó. Càng đông chừng nào mất tịnh xá là bay mất thôi. Rồi đó tôi cũng không biết tính sao. Thôi kệ cứ để vậy, tới đâu hay đó. Nhưng mà tôi phục cái người nữ là bà vợ học rất giỏi. Chịu học, chịu nghiên cứu, chịu trả bài, cực khổ vô cùng. Nhưng mà cái tánh đàn bà thì vẫn là đàn bà thôi, chứ không có qua đàn ông được. Thì tôi nói thẳng, quý vị có ghét tôi thì tôi chịu. Tôi muốn sao quý vị phải thành Phật. Chứ người trời thì tôi chắc quý vị chắc chắn người trời rồi đó. Nhưng mà tôi muốn quý vị là thành Phật, chứ đừng có làm trời nữa. Như là như cô như tôi đã trả lời cái là tôi chán giảng á. Tôi nói trời ơi, mình bao nhiêu giảng bây giờ thì cũng làm trời thì dư sức thôi. Làm phước cho nhiều thì sanh như cõi trời thôi. Mà không phải mình khổ nhau, đa số cũng nhiều á. Thành ra tôi thấy cũng như là cô Siêu nè, Liên Siêu nè, cô Hải nè, cô Nhàn nè, mấy người đó là xính sanh về cõi trời không à, chứ không bao giờ sanh sanh về cõi Phật được. Bà vợ không chịu học. Tôi năn nỉ lắm là có cô Tươi, bây giờ dường như là cô Đào gì đó bắt đầu cũng trả bài được. Cô nói là bây giờ kêu con trả được.
Nhưng mà trả cái này thì dễ thôi, bài bản sẵn học trả. Tới câu số 1 là khó nhất. Thì đây tôi cho quý vị chuẩn bị câu số 1, tôi giải thích câu số 1. Thì thôi bây giờ tôi năn nỉ một lần nữa. Thì xin là Phật tử đi hộ niệm, bất cứ đi đâu thì xin đem cái áo giới theo. Quý vị coi bên cao đài, quý vị thấy người ta đi vô vô thánh thất đó, hoàn toàn là áo giới không, rất là đẹp. Còn mình mặc cái áo giới cũng rất là đẹp mà không dám mặc. Đúng là mặc từ ở nhà đi vô, người ta đứng ngoài đường cũng vậy, bên Thiên Chúa cũng vậy. Người ta mà đi vô vô nhà thờ đó, người ta mặc áo dài không. Còn mấy ông nam thì mặc áo bỏ vô quần đàng hoàng. Còn mình là bên nam ít có áo giới, bên nữ thì có hầu như 90%. Mà đi hộ niệm thường thường không mặc, mặc đồ xanh, đồ đỏ, kêu đồ cắt kè, có nó kỳ vô cùng. Mặc cái áo này thì ra ngoài đời ta biết mình là người Phật tử. Quý vị sợ người ta biết, trời ơi, làm tốt mà sợ. Còn ăn trộm ăn cướp thì nó không sợ. Mình là người thiện lành lợi sợ. Cái áo giới của sư trưởng mình đang rất là đẹp. Nó ngắn, đi nó coi nó có vẻ chững chạc. Còn cái áo dài thì nó ẻo lả, là áo đời mà. Thành ra quý vị mai đừng có trật cái eo, đừng có dài mà đụng đất, coi không có được. Thì thấy cô thiền là cô biết mai đâu mà cổ còn còn không chịu. Cô nói tôi nó coi kỳ lắm sư ơi, nó ngắn quá à. Tôi nói cô cứ mai đi, có gì tôi chịu, xuống địa ngục tôi cũng chịu. Cô cứ theo chân lý sư trưởng cô mai đi. Rồi cô để ý người ta đi coi rất là đẹp. Cái áo dài cao chứ không có phết đất. Áo giới mà, còn cái kia là áo dài. Nói, thiện nam từ nay tôi năn nỉ mỗi người phải may một bộ cái áo dài một cái thôi. Còn mấy người mà vô tịnh xá, tôi thấy bây giờ cũng, mấy người kế cụ cũng không có mặc. Xin vô tịnh xá mặc đồ lam, mặc đồ nâu. Heo cô Hưng, cô vô đây thường á, mà có mặc cũng đồ cắt kè hả? Tôi thấy có thì đợi cúng hội thì cô mới mặc ấy với cô Minh Ngọc gì đó. Mà theo mặc đồ đó không, cái cô Duyên có bắt trước theo. Chỉ có đi bữa nay đó thì mới mặc đồ ấy thôi. Nếu mình là cận sự nam, cận sự nữ thì vô đây luôn luôn đồ nâu hoặc là đồ lam. Ta vô người ta biết đây là Phật tử. Còn mặc đồ cắt kè xanh đỏ trắng vàng có nó kỳ muốn chết. Thì cái cô gì người miên đó mà quét rác đó, cổ cô không chịu mặc. Nhưng mà tôi nói cô Tấn cho cô hai bộ. Giờ mặc đồ đó có rất đẹp, có nó có vẻ mà nhu mà có vẻ là người đạo mạo. Mặc đồ cắt kè vô coi nó kỳ quá. Thành ra bước làm bữa nay tôi phải nói. Thì tôi cũng năn nỉ quý vị thôi. Quý vị không làm thì thôi, có vậy thôi. Làm cho nó đẹp, nó đẹp đạo mà tốt đời nữa. Thì tôi nói vậy. Ta vô tịnh xá người ta biết người nào là Phật tử, người nào ở ngoài vô. Thà là ở ngoài vô ta không biết đạo, ta vô một hai tiếng hồn ta về. Còn quý vị là cận sự, cận sự nam, cận sự nữ, tức là ở gần quý sư, thì mình phải khoe cái đạo đức cho người ta để người ta bắt chước. Mặc vô thật là đẹp. Như nãy có hai cô ở Sài Gòn xuống đó, cô dự nữa Bến Tre đúng rồi. Xuống rồi tôi tưởng là mấy cô ở trên, mấy cô tiên ở trên trời xuống. Cái xe Thanh Tỷ đậu lại mà cái hai cô bước xuống như là có hào quang, thật là đẹp. Cái áo màu lam nhưng mà không có áo dưới, thì ở ngoài thôi. Thì coi có biết Phật tử liền. Tôi với ông Minh Cảnh đi ra, vừa tới cái cổng trong này, thấy cổng ngoài cái xe Thanh Tỷ nó đậu xuống ngay tịnh xá, thì thấy có hai cô tiên bước xuống. Tôi nhìn lại thì thấy cô này cũng đệ tử cô Như Nhật, như một cô gì đó là cháu của tôi đó, cũng ở thành phố mà xuống nghe pháp. Tôi thấy người ta tinh tấn vậy tôi rất là tán thán. Còn quý vị ở đây rảnh mà không chịu nghe, nhất là cô Hải làm biến vô cùng, không trả bài, trốn hoài. Thì tôi nói vậy thôi, nhưng mà nữa rồi luân hồi sinh tử thì ráng chịu. Bổn phận tôi thì cái tánh tôi là muốn tất cả đều thành Phật, chứ thành trời tôi cũng không chịu. Tôi nói
Nhưng mà mai pháp môn tịnh độ mà thành trời, phát nguyện mà cái thành Phật, cái đó là cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi. Chứ còn nhất niệm mà làm sao thành Phật được, vô niệm mới thành Phật. Mà vô niệm mất quá là nhập lưu nhất vãng lai bất lai. A la hán thì phải phát bồ đề tâm mới thành Phật. Còn tịnh độ mà giảng sanh về đó đi thẳng tới Như Lai. Bởi vì có Phật mà. Thì chúng ta nên hiểu chỗ đó mà cố gắng tu. Tôi cố gắng để mà suy gẫm, để giảng cho quý vị rõ ràng. Thì đây là có phước báo nhất. Mấy người cũng như Sài Gòn hồi nãy xuống vậy, mấy bà ở hôm qua có ở Long Xuyên xuống ở Cái Côn xuống chỗ tôi giảng. Con chưa từng nghe ai giảng tịnh độ mà rành như sư giảng vậy. Hồi nãy có một thầy xuống cũng vậy. Con nghe nhục mực. Ông là tu tịnh độ. Ông nói đâu có rành sư. Nghe sư giảng là chắc chủ nhật tới con xuống nữa. Tôi nói xuống là 2 giờ chiều nha. Chứ tôi không có tiếp vậy nữa. Đây là lần đầu tiếp mà mấy Phật tử còn đi mấy chùa khác. Chỉ nửa tiếng thôi. Tôi nói tôi biết vậy đó là do ông Minh Triết à. Ông hỏi cho kỹ. Ông nói thầy đó tỉnh Pháp, tôi thì tỉnh Pháp thì tôi tiếp. Còn lợi tham quan là tôi không có tiếp, thì đi thăm chùa lễ Phật rồi về. Tôi đâu có mà tiếp cái vụ đó. Tôi thấy mới quá mà có một thầy xuống nữa. Tưởng đâu tha thiết giáo Pháp là ông có nghe. Tưởng đâu bạn với ông Giác Hỷ gì đó. Thì giới thiệu xuống, mình cũng tiếp. Tính giảng là chừng tiếng hồ thôi. Rồi chiều ở lại nghe. Ông nói đâu có ở tới chiều, còn đi nhiều chùa nữa. Tôi nói vậy rồi thôi giảng Pháp làm chi. Xin sư cho nửa tiếng. Tôi nói thôi nửa tiếng là tôi không có giảng. Nửa tiếng mà giảng cái gì? Thì thôi tôi nói vậy đó, Phật tử thông cảm với tôi. Từ nay là cái ban hội tự cố gắng làm việc để giúp đỡ tôi. Thì tôi khỏi lo bên ngoài nữa. Tôi chỉ lo tu thôi. Rồi tôi giảng Pháp cho quý vị để tất cả quý vị đều giảng sanh về Cực Lạc hết. Tôi về đó tôi đổi. Tôi thấy cái cơ duyên quý vị có thể giảng sanh. Nếu không về trung phẩm thì cũng hạ phẩm, chứ không có lọt được. Mà đây ban hộ niệm đầy đủ nữa. Thì cái yêu cầu tôi là vậy. Vì Phật Thái tử Si Đạt Ta là muốn quý vị thành Phật. Chứ cõi trời là 62 tôn giáo bạn hồi đó đã có rồi. Chỉ thiếu có cõi Phật thôi. Mà tới đời mạt Pháp này thì làm sao mà thành nhập lưu nhất vãng lai rất là khó khăn. Thì A Di Đà nói nếu nhất niệm là thành Như Lai bảo đảm thêm phát nguyện nữa thôi. Mà nhất niệm là như thế nào? Không ai biết hết. Giải thích là bằng cái thân, bằng cái miệng. Con lần chuỗi một ngày 10 sâu, bà kia nói tôi 20 và nói tôi 30. Con niệm Phật một ngày 1.000 tiếng, bà kia nói 2.000, bà nói 3.000, giảng sanh không sư? Tôi nói không cái nào giảng sanh hết. Bà niệm Phật bằng gì? Bằng miệng, bằng tay sao? Con niệm 4 chữ, con niệm 6 chữ, 6 chữ dài, con niệm 4 chữ, con được nhất niệm. Nhất niệm là cái gì? Chả biết gì hết. Cái quan trọng của giảng sanh là do tâm, chứ không phải là do tai, không phải là do thân, không phải là do miệng. Mà hầu hết là như vậy. Tôi giảng rồi lại hỏi nữa. Tôi nói tôi đã cạo đầu cô đó. Nói nãy sư đâu có giảng. Sư giảng giờ dạy là niệm Phật bằng chuỗi hay không bằng chuỗi. Chứ sư đâu có nói là niệm 4 chữ hay 6 chữ. Tôi thấy Phật tử nó không những Phật tử mà ở đây thì không vậy thôi. Thế tôi giảng Pháp mà tôi léo qua con đường khác đi rồi. Bắt đầu là trật lắc hết. Mình nắm cái gốc. Cái gốc là tâm chứ không phải là thân, là miệng. Nhưng có thân, có miệng nó giúp cho cái tâm dễ nhất niệm. Mà khi tâm nhất niệm rồi, thân với khẩu không cần lắm. Ví dụ tôi niệm Phật đâu có ra tiếng. Tôi đâu có 4 chữ, 6 chữ gì đâu. Tôi nhớ một cái là nó hiện thôi. Nhưng mà đừng bắt chước. Chừng nào quý vị đi tới nhị thiền, tam thiền thì quý vị sẽ được cái vấn đề đó. Nhưng mà người sơ cơ quý vị phải kêu người ta lại Phật, thân lại Phật, miệng niệm Phật. Thì cái tư tưởng mới nhớ nghĩ tưởng tới Phật được. Mà muốn vậy quý vị phải giữ giới. Nói sư nói sao con làm hoài không được. Có giữ giới đâu mà được. Còn tôi giữ trên 5 giới nữa. Mặc dù 200 thực giới tôi giữ chưa tội nổi. Nhưng mà trong 10 giới là tôi giữ được. Mà 10 giới mà kéo dài ra thì tầm hái tới 50.
Quý vị giáo pháp không vững, nói là năm giới cho thật, nói là 10 giới cho thật sự có năm giới, nó 250 giới thật sự có năm giới, mà năm giới thật sự có một giới. Quý vị thấy đạo Phật độc đáo chỗ đó. Thầy nó con gấm bữa nó nói chuyện với tôi, nói sư giảng pháp bây giờ tịnh độ đứng hàng nhất, chưa biết tại sao không, người ta giảng rất nhiều mà sư lại đứng hàng nhất. Tôi không ngờ nó là có nhiều cái sáng tạo. Tôi nói cái bí mật của tôi coi bật mí hết. Sư, cái đặc biệt của sư đó là sư giảng pháp rất là rành. Người ta tịnh độ, người ta chỉ giảng tịnh độ thôi, sư cho người ta biết cái chứng đắc giảng sanh về hạ phẩm, mười xả sanh, trung sanh, thượng sanh, sư giảng rất rành. Rồi trung phẩm nó tu khác với hạ phẩm như sao, mà trung phẩm hạ, trung sanh, thượng sanh như sao, sư chỉ rất rõ. Cái chỗ đó là cái chỗ độc đáo nhất của sư mà không ai có. Sư cố gắng thì tôi thấy là nó có cái sáng tạo, nó nắm được, nắm được cái tôi giảng. Còn sư cô Minh tôi thì tin là diễu, chứ còn không có cái chiều sâu, lý lắc lắm, tóm được cái này cái kia mà hỏi cái chiều sâu thì không có, mà đi về bây giờ không chịu học, không chịu tu gì hết, đi không trở về không. Tôi nói thẳng à, tôi muốn tất cả đều có giáo pháp, còn cái cúng dường, cái phước báo thì cái đó là cái bàn đạp, dừng ở đó là phạm giới cấm thủ, chứ phải hiểu. Nhưng mà phải có cái phước báo, chừng đó mới bước qua đạo Phật. Mà phước báo rồi phải qua nhị thiền, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, đây là định sanh hỷ lạc, tự lực có thể giảng sanh về cõi trời, tự lực không về cõi Phật được. Nhưng mà thêm một cái phát nguyện A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, thì ngài hiện ra đưa bông sen hào quang mình giả sanh liền. Thôi đại khái là như vậy ha, quý vị cố gắng. Tôi thấy ở đây quý vị đủ duyên lành, có phước báo, được thân người, được nghe Phật pháp, mà chánh pháp cũng vẫn còn. Có một điều là bất đại bất hạnh, tôi cũng nằm trong đó, là sanh rằng không gặp Phật, Phật đã tịch rồi. Cái đó là điều bất hạnh của quý vị, của tôi và của tất cả toàn thế giới này. Mà quý vị nên nhớ tôi giảng giáo pháp là tôi đã đi chiều sâu đó, chiều có đạo quả, chứ tôi không phản giảng người trời nữa. Thành ra vấn đề tôi phải ngồi thiền cho nhiều. Thành ra quý vị thấy tôi mới tổ chức đi đi ngoài biển này kia là để có tâm nó thoải mái cảnh ấy, rồi tôi đi vào chiều sâu. Thôi thì quý vị thông cảm cho tôi thì lấy cái pháp làm đầu, còn tất cả sự phước báo thì là cái phụ thôi. Thì quý vị đừng có nói là tôi ghét cái vấn đề làm phước, tôi không có ghét vấn đề đó. Tôi muốn quý vị làm phước, đừng có dừng chỗ đó, làm cái bàn đạp quý vị qua Bát Nhã dễ dàng. Nhất là ở đây có tôi hướng dẫn, quý vị đầy đủ cái phương tiện quá. Các nơi người ta không đầy đủ phương tiện, không có ai đi sâu vào Bát Nhã. Thì quý vị cố gắng, mình có nhân duyên thì phải làm sao giảng sanh để thành Phật, rồi trở lại đồ cái cõi ta bà đau khổ này. Không bỏ ta bà này được nha, tôi cũng không bỏ được đâu. Nhưng bây giờ tôi trốn về cực lạc rồi tôi cũng trở lại thôi. Vì tôi có cái ân nghĩa với cái cõi này nhiều quá rồi. Thì quý vị phải hiểu. Thì quý vị đem cái bản nó ra ha, tôi nhắc lại ha. Cái trong bài kinh 66 này nó hay là nó trả lời tất cả những câu hỏi mà từ xưa giờ tôi giảng không chạy, tức là không sáng tỏ đó, thì trong này nó sẽ giúp chúng ta sáng tỏ. Thì cái khó khăn nhất đó là quán vô thường vô ngã và khổ đau. Thì vô thường vô ngã tôi giảng hoài mà tôi không nắm được trong này, rồi tôi giảng nó không có rõ, mà giờ thấy cái này nó rất là rõ. Thì quý vị cầm ha. Thì sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý căn hay là ốc, rồi sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Thì cái vô vô ngã tức là những sự vật có hình tướng rõ ràng do nhiều duyên ráp lại, thành ra không có cái gì có cái ta cố định ở trong tất cả sáu căn và sáu trần này. Thành ra hãy ráp lại thì nó phải rã. Thành ra cái đó kêu là vô ngã, không có một cái ta. Thành ra
vô thường là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, là cái nhận thức. Còn vô ngã là đối tượng của nhận thức. Mà chúng ta biết theo bài kinh 66 đó thì sáu trần tiến hóa thành ra sáu căn, tức là vật lý mà nó tiến hóa thành ra sinh lý, sinh lý mà tiến hóa thì thành ngạ quỷ, tức là cảm giác bất lạc, bất khổ thọ và cảm giác lạc thọ, khổ thọ một cách lờ mờ. Còn tiến nữa thì thành ra sáu ý thức, tức là tư tưởng của xuất sanh. Rồi tiến nữa thì sáu xúc, tức là có ý chí, tức là có nghiệp. Thì từ tư tưởng của xuất sanh tiến lên loài người thì bắt đầu mới có nghiệp. Nghiệp là một sự cải sửa của tư tưởng. Có tư tưởng, có nghiệp thì nó hà hơi, nó giúp cái chất liệu cho tư tưởng. Thì loài thú nó chưa có nghiệp, chỉ có loài người mới có nghiệp. Nhưng mà loài người chưa có alaya, tức là chưa có thần thức, chỉ có nghiệp thôi. Thành ra cái bài kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo vấn đáp toàn là nói về nghiệp. Bên Nam Tông là không có thần thức, chết là đầu thai liền. Nó gần giống như di vật của khoa học. Khoa học con người chết là hết. Còn bên Nam Tông chết là còn, mà còn cái nghiệp. Nghiệp đi đầu thai mang sắc thân khác, rồi sống hành động theo nghiệp, rồi chết là còn lại nghiệp. Nghiệp mang sắc thân mới, thân mới này do những cái nghiệp cũ tạo ra sắc thân mới, rồi sống trong hoàn cảnh tạo nghiệp mới. Nghiệp mới còn lại sau khi chết, còn lại cái nghiệp. Đến đây là vì nghiệp, hành động theo nghiệp, chết rồi đi theo nghiệp, đầu thai mới cũng do nghiệp. Tất cả đều là nghiệp, kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Sau này tôi sẽ đem cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo của thầy Hòa Thượng Giới Nghiêm giảng rất đầy đủ. Nó rất hay. Quý vị trình độ không bắt cái chỗ hớ nó được, không bắt cái chỗ mà không có toàn diện của nó. Tôi hồi xưa tôi coi tôi cũng rất thích. Dịch ra 18 thứ tiếng ở trên thế giới, tất cả tôn giáo bạn đều rất là thích thú tăng nó lên. Bên Nam Tông nhất là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và Singapore là những cái Nam Tông, tức là kêu là tiểu thừa đó, thì ta không chịu, ta kêu là nguyên thủy, thì hoàn toàn là học cái kinh đó với kinh Pháp Cú. Thì cái giữa mà vua Mi Lan Đà hỏi Na Tiên đó, thì Na Tiên trả lời rất là chỉnh trạc, rất là khích khao, không thấy cái chỗ hở. Nhưng nếu quý vị học qua bài kinh 66 thì có cái trình độ nghiền ngẫm rồi, quý vị sẽ thấy cái chỗ, cái chỗ không toàn diện. Sai là không sai, nhưng mà không toàn diện của nó. Thì đa số bây giờ các sư cũng theo đó, nhất là Hòa Thượng Ngọc Diệp, thì không chấp nhận cái linh hồn. Khoa học cũng không chấp nhận linh hồn, nhưng khoa học khác với Nam Tông. Nam Tông không có linh hồn nhưng mà có nghiệp. Chính nghiệp dẫn dắt chúng ta đi đầu thai, chính nghiệp tạo ra cái nghiệp mới, chính nghiệp chết đi còn lại nghiệp. Nghiệp sanh trong cõi đời này, nghiệp hành động trong cõi đời này. Chúng ta dự chịu dưới quyền của nghiệp rồi đầu thai mang nghiệp. Thì nó rất là hay. Còn khoa học chết là hết. Nó hơi khác. Không có linh hồn mà cũng chẳng có nghiệp. Còn theo trong duy thức thì có cái linh hồn. Nhưng mà kinh 66 này rất sáng tỏ là từ sáu căn là sinh lý thì làm sao có nghiệp, chưa có cái biết. Đây là sinh lý, địa ngục hữu gián, sáu trần là địa ngục vô gián. Thì sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân thức là ngạ quỷ, tức là có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Cảm giác dễ chịu, khó chịu là hành động theo đó, chứ không có cái suy nghĩ. Thì tôi đã chứng minh rồi, quý vị đói, thấy người ta có đồ ăn vào giật liền, chứ không tính toán gì. Đói thì ăn làm, thấy vàng nhào vô giật liền, người ta đánh chết cũng được. Không có cái sự phân biệt. Tới loài thú có phân biệt, mà chưa có ý chí, chưa có sự cải sửa.
nói làm không có nghĩ tới cái hậu quả, tưởng sao là hành động vậy. Đó thì quý vị phải hiểu chỗ đó. Rồi tới cõi người thì là ý xúc. Xúc là do sự tiếp xúc của căn, trần và thức thì mới bắt đầu có sự cải sửa. Loài thú nó không có cái ý chí để cải sửa căn trần thức. Chúng ta thấy con thú làm hang trăm năm trước, trăm năm sau, con chim làm ổ trăm năm trước, trăm năm sau, mãi mãi vẫn là như vậy. Con người không có vậy. Thì chúng ta phải hiểu cái đó kêu là nghiệp. Mà trong kinh Na Tiên Thì Kheo ví dụ về không có cái thần thức rất là hay. Mà ví dụ lượng sống, ví dụ cái hột xoài, lượng sống là vật lý, địa ngục vô gián làm cái gì có ai là da. Rồi cái hột xoài là súc sanh, ý là ngạ quỷ, làm cái gì có thần thức, cái nghiệp còn chưa có mà. Thành ra thấy nó hay mà nó hớ, không thể lý dụ như vậy được. Ví dụ giờ người đó còn chưa có thần thức mà, chưa có linh hồn, chỉ có nghiệp thôi. Tới cõi trời năm giới bắt đầu mới có thần thức. Nhưng mà ấu trĩ, thành ra cõi trời đó cũng khó mà thành Phật. Tới cõi trời sắc giới là tám giới bắt đầu thần thức mới già dặn. Mà già dặn nhất là sơ thiền chưa được, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm chưa được. Phải tới khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật là đi sâu vào A-lại-da. Bây giờ A-lại-da mới niệm Phật. Còn sơ thiền đó là niệm Phật bằng tư tưởng. Thì cái này tôi hỏi đa số cũng không chạy, trả lời không chạy. Mấy tay gạo cội đó, như cô Liên Trà, cô hay. Nhưng mà tôi hỏi tôi dí vô là cũng kẹt. Tôi hỏi có mấy cách niệm Phật, thì cô biết có hai cái, niệm Phật bằng tư tưởng, niệm Phật của A-lại-da. Tôi hỏi tới cô Như Nhật nữa thì cũng biết hai cách, nhưng mà giảng cũng không chạy. Con gấm thì nó chạy là bởi vì nó là sư cô. Tối ngày nó chìm ở trong thiền định, nó thấy được cái chỗ bí hiểm. Thành ra những cái đó tôi giảng mà tôi không có giảng rõ cái bí mật mà, thì mỗi người phải tham thiền rồi bật mí lấy. Không giảng mà có giảng, chứ phải tôi không giảng mà tôi giảng cái, cũng như bài toán vậy, tôi nói cộng trừ nhân chia, tôi có chỉ trận còn nhân chia, thì mình sắp xếp làm sao cho cộng trừ nhân chia để đúng cái giải đáp. Cái đó là phần của quý vị. Thành ra những cái tôi giảng là trong đạo Phật có hết. Mà con gấp nó nói sư là độc đáo, sư biết phân chia giảng tu niệm Phật như thế nào giảng sanh, mà giảng sanh về hạ phẩm, hạ sanh các cái trung sanh, các cái thượng sanh như thế nào, rồi hạ hạ phẩm trung phẩm khác nhau sao, sư giảng rất rành, không ai giảng được vậy. Thành ra trong tịnh độ là sư siêu hết, trên mạng là tịnh độ sư nắm đầu hết, giảng có tầm cỡ quốc tế. Con mình nói là nó thấy được cái độc đáo của tôi chứ còn tịnh độ người ta giảng rất nhiều. Nhưng quý vị nghe có ai chỉ quý vị cách đắc quả như thế nào không? Giảng thứ lớp làm sao, hạ phẩm hạ sanh, trung sanh thượng sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, giảng như cách nào? Không có ai nắm được cái tâm, nắm được cái thân cái miệng. Thì Phật tử nào cũng vậy, niệm bốn chữ hay sáu chữ sư, niệm có chuỗi hay không chuỗi sư, niệm lớn tiếng hay nhỏ xíu tiếng sư, hay là niệm thầm, tôi nói cái nào cũng không dẫn sanh hết. Đâu phải niệm 10.000 sáu chuỗi mà là giảng sanh, đâu phải niệm 1 tỷ tiếng niệm Phật là giảng sanh, đâu phải niệm lại Phật một ngày 108 lại là giảng sanh. Mấy cái đó không, đó là cái trợ duyên thôi. Cái nhất niệm không phải là thân, không phải là miệng, mà là có tư tưởng, mà tư tưởng là vọng, không thể nhất niệm được. Chừng nào nó giao lưu với A-lại-da, A-lại-da là chân vọng hòa hợp, thì đây mới là nhất niệm. Còn nhất niệm đi sâu nữa thì quý vị sẽ lọt qua vô niệm. Thế là tôi thấy là nó rất hay, thì để lần lần tôi giảng tới.
Nhất niệm mà còn giao lưu với tư tưởng thì tư tưởng là vọng, nhất niệm là chân vọng hòa hợp. Cái này là quý vị không nắm được. Tôi hỏi mấy gạo cội đó thì cô Dân Trà cũng không được, mà cô Như Nhật cũng không được, mấy kia kia là nó cũng lộn xộn giữa nhất niệm và chân vọng hòa hợp. Mà nó hòa hợp thì sao? Rồi nó đi tới nữa, nó đi tới chỗ nào? À, thì cái đó là đi tới tam thiền rồi tới tứ thiền, nó phải khác nhau. Thì mà cấm nói sư độc đáo là cái chỗ đó. Cái chỗ mà sư phân rất rành, mà không ai mà đi sâu như vậy được. Thành ra thấy đời sống của nó là đời sống của một sư cô thì mới có thể đi sâu. Tôi cũng vậy, tôi nhờ đi sâu là tôi rất rảnh ràng, ăn mặc ở bệnh tôi khỏi lo, Phật tử lo hết, và cả tới xã giao bên ngoài Phật tử cũng lãnh giùm tôi. Tôi rất cảm ơn cái đó. Và trả ơn lại là tôi phải giảng cho có chiều sâu. Chiều sâu là chiều của đạo quả A-la-hán. Tôi đã từng nói vậy mà, niệm Phật rồi tôi díu vậy tới A-la-hán mới thôi. Còn Bồ-Tát thì tôi không thành vấn đề. Tôi đắc đạo A-la-hán là tôi ở A-la-hán 1.000 kiếp cũng được. Tôi không cần giảng sanh. Nhưng mà chưa A-la-hán là tôi phải dễ. Bất lai tôi cũng phải về cực lạc. Còn A-la-hán là tôi khỏi cần. Thì ở đây tôi tiếp với Phật Di Lặc thôi. Mà bất lai tôi không ở cõi này bây giờ. Tôi giấu hóa không có nổi. Trước như mấy cô Phật tử gì rành vậy mà tôi cũng làm không xuể mà. Cái tánh đàn bà vẫn còn, đâu có bỏ được. Mà có đó ai mà lo cho nổi. Hình đó quý vị thông cảm tôi là tôi nói thẳng à. Hình đó tôi cũng cố gắng là được không được thì tôi. Chứ quý vị mà chịu trao đổi với nhau, quý vị tiến rất mau. Để cái trình độ nó tương đương với nhau, rồi tôi giảng sâu vô quý vị mới tiếp thu được. Bây giờ cái trình độ nó lỏng chỏn. Có một số rồi rất giỏi, nhất là bên nữ, được 20 mấy 30 người, mà không chịu trao đổi. Rồi nếu tôi đi sâu nữa rồi quý vị làm sao nắm. Bên nam thì có chừng 7-8 người, còn bao nhiêu không chịu học. Mà tôi làm sao dẫn cho bắt hết. Nhất là mấy cô mà cận sự nữ vô đây quét rác rồi nó đâu có chịu học. Như đây cô Hải đó, chừng nào mới kêu được. Không, nhất định không là không. Bị nó học nó khó. Mà giảng sự thì khởi đầu nan bắt đầu khó, mà làm hoài thì cũng vẫn được thôi. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì cái bài kinh 66 quý vị phải thuộc lòng. Chứ không lẽ đi đâu mà bỏ anh túi. Mà làm như cửu cô. Cô ấy thì làm sao đi là photo để ép cái nhựa mà nước sức cứng nữa. Trời ơi, rồi làm sao xếp lại. Tôi nói ngu ơi là ngu. Tôi là làm gọn vậy rồi xếp rồi bỏ trong túi đi đâu đem ra nếu chưa thuộc. Còn tôi muốn quý vị thuộc, quý vị móc ở trong này ra. Tôi ngồi thăm thiền là trong này nó ra. Thì quý vị phải nhớ, thành ra quý vị phải nhớ là mắt, sáu căn, sáu trần. Đây đó là vô ngã. Còn sáu thức, sáu xúc, sáu sọ, sáu ái là vô thường. Vô thường, vô ngã đều phát hiện từ cái chân tâm. Mà muốn đi chân tâm ban đầu phải đi cái chân vọng hòa hợp trước. Tức là nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Tới A-la-hán mới gọi là chân tâm. Đây là vô học. Còn nhập lưu nhất vãng lai bất lai là chân vọng hòa hợp, là bậc hữu học. Phải nhớ cái chỗ đó thì trong này đầy đủ hết. Rồi kế đó mà cái khó khăn nữa, quý vị để ý nhau, là cái nạn tiện cánh nào đó thắc mắc hoài. Mà tôi trả lời không có chạy, tôi giảng được, nhưng mà giảng không chạy. Tới bây giờ trong này tôi mới thấy nó chạy, nó rõ ràng. Quý vị về coi lại, nhất là cái ý căn. Mà trong cái bài quyền giác đó tôi thấy quý vị trả lời cũng chưa ổn. Copy đó thì nói là, vì nó có cái câu cuối cùng đó, là có ba cách hiểu. Một cách là tùy niệm phân biệt, một cách là kế đạt phân biệt, và một cách là tự tánh phân biệt. Thì cái này giảng cũng tùm lum. Còn thiện cánh giảng khác. Còn cô nào bên đây, cô Như Nhật, cô nào giảng nơi lời khác.
Còn tới cô Bi thì lại giảng khác. Cô Bi nói tùy niệm phân biệt là cái gì đó, là biến cái sở chấp gì đó, còn cái kia là y tha cởi, rồi tự tánh phân biệt mới là duyên thành thật. Nó cũng thật lớn. Còn có người nói tùy niệm phân biệt là thấy Thiện Khánh này đề ra thì là cái gì đó. Có người thì nói tùy niệm phân biệt là đối chất cảnh, rồi còn biến kế đạt phân biệt là độc ảnh cảnh gì đó. Rồi tự tánh phân biệt là ai lại giả, thì tôi thấy giảng tùm lum, mà bài kinh 66 này trả lời rất rành. Nếu gì suy nghĩ thì lấy cái này làm căn bản thì những câu hỏi đó rõ ràng hết. Nhưng mà để quý vị lựa à, tôi không có để quý vị làm biếng. Ở đây là biếng quá. Người thiền phải ọc ra rồi nghiền ngẫm dựa vào bài kinh 66 này thì nó sáng tỏ hoàn toàn. Nó có cái lõi ở đây. Thành ra tôi nói quý vị giỏi chứ quý vị không nắm được cái lõi.